nha. Mới vừa xong một cái máy 5018 nha anh em. Đây, máy về quản trị. Đây là em nói đây nha. Em này cũng mới lên sóng được hai bữa là đi rồi nha anh em. Là 5018. À, vỏ gai là còn rất là tốt luôn, động cơ rin. Động cơ thì quá ok rồi nha anh em. À, 518 còn nhiều lắm nha. Đây, với mấy chiếc trước nữa. Đây anh là 5018 về quản trị bắt đầu làm tiến hành làm bảo dưỡng đây. Em bắt đầu ve ra rồi sẽ làm giống những cái máy kia ha, đang làm mấy chiếc á. Rồi, hôm nay em đang làm cầu sau của cái máy này nha. Em đã gỡ cái ủi ra tại vì khách không lấy ủi. Đây cầu sau còn nguyên xi. Giờ em sẽ kiểm tra một số thứ nữa. Anh là 5018 này giờ em đã xong rồi nha. Đã kiểm tra hết cho khách luôn. Rồi. Máy quá ok. Đây sẵn đây thì thấy nhớ động cơ xong rồi có cái phốt xì em làm cho khách luôn nha. Đây. 5018. 5018 này em giao về quản trị nha anh em. Đây. Đây bây giờ bắt đầu lên máy về quản trị nha. À. Máy quá ok luôn. Về bữa nay đi một cặp là 5018. Địa chỉ công ty Thủy Tiên nha anh em. Rồi xong. Đó, cặp sát vô nha. Nay đi hai chiếc. Phía trước này thì mình để một số cái máy, hai máy mới, 4018 của Thái nguyên chiếc á. Cái này máy mới chầm chầm, nhập từ Thái luôn. Năm 018 nè. Với lại là 4708. 6040 thì mình còn nhiều lắm. Năm 6 chiếc rồi. Assay 1540 ha. 47 nè. Giờ này mấy cái máy đây mình chuẩn bị thanh lý cho nó xả hàng. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha.
Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.